Chào mừng các bạn đến với kênh của mình, mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình và team 500 em sẽ tiếp tục chạy đua. Nhưng mà lần này tụi mình không thi đấu với nhau, mà mình sẽ vào trong khách sạn ma có 100 cánh cửa. Các bạn thấy không, một đường đua rất là dài. Thì lần này mình và team 500 em phải đoàn kết lại với nhau để đua với những thực thể của Doss nha các bạn. Rồi bây giờ người ta kêu mình là bấm đi, bấm để cho gọi là tăng lên để chạy cho nhanh các bạn. Lần này là các bạn phải gọi là bấm hết cỡ luôn nha. Bấm thiệt là nhanh luôn các bạn. Bấm làm sao để cho chúng ta có thể chạy cực kỳ nhanh, để tí nữa chúng ta phải đua với những thực thể của Doss các bạn. Mình chạy khá là nhanh rồi các bạn ơi. Bây giờ let's go. Woo, mình chạy cực nhanh luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ các bạn hãy kể tên những thực thể mà các bạn biết ở trong Doss. Đó, có bao nhiêu thực thể và những thực thể đó tên gì. Rồi bây giờ mình đang đua nè các bạn thấy không. Rồi mình hơn bạn kia rồi. À nhưng mà không, chúng ta đừng quan tâm tới việc hơn thua với đồng đội, mà chúng ta phải quan tâm là chúng ta phải hơn được những con thực thể của Doss các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đang chạy nè các bạn ơi. Đó, đằng sau lưng của mình bạn kia đang chạy rất là tồi đó. Mình quay lại mình gặp bạn đó coi như thế nào. Hello em, đang làm gì? What? Nó xuất hiện bất ngờ mà làm mình hết hồn luôn các bạn à. Rồi, các bạn có thể thấy là những thực thể như thế này, mình có thể đua tiếp nha các bạn. Rồi, let's go. Để xem coi là đằng sau lưng của mình có ai không. Rõ ràng là không có một thực thể nào hết, mà tại sao khi mà mình chạy thì nó lại xuất hiện vậy ta? Rồi thôi, mình sẽ chạy hơn bạn này. Các bạn nhìn nè, bạn này là tội nghiệp không? Anh hơn em rồi nha. Chạy nhanh lên đi em ơi, đằng sau lưng có thực thể kìa. Ủa chưa hả? Chưa thấy đâu bạn ơi. Rồi mình chạy tiếp đi. Get ready. Rồi chuẩn bị nhìn mình chạy nè. No, thằng Hào nó chạy trước mình các bạn. Ảo ma Canada. Nó vô sau mình mà sao nó chạy nhanh hơn mình. Thật không thể tin được luôn các bạn à. Yeah, mình đã vượt qua nó rồi nè các bạn. Win. Sao mà hơn anh được. Đây, oh no, nó chạy vượt qua mình rồi. Trời, không sao các bạn ơi. Ui, tính ra bây giờ mình chạy nhanh hơn hồi nãy nha các bạn. Các bạn biết vì sao không? Là tại vì lần này mình đã thấy số 1 cực kỳ sớm luôn. Hồi nãy mình thấy số 1 rất là lâu các bạn, mà bây giờ mình thấy nhanh lắm bạn. Rồi à! Đó chính là con Ambush. Nó, mình chạy nhanh như vậy mà mình còn phải gọi là bị nó bắt hả ta? Ảo ma chưa? Để mình lại mình mua đồ cái đã các bạn. Woo, cần có 10 vương miệng chúng ta sẽ mua được con nhện hả. Rồi chúng ta sẽ mua được cái con mà gọi là cái con mắt. Ui, chúng ta mua được cái con gọi là Fire luôn nè các bạn, con tượng nè. Nhưng mà con đó hiếm. Rồi 50 vương miệng chúng ta sẽ mua được cái con là Legendary. Cái con mà xì các bạn là Legendary luôn các bạn ơi. Quá là ghê gớm. Rồi, ơ đua ra, chạy thôi em ơi, chạy nhanh lên. Ơ, sao mình chạy chậm như vậy nè? No, mình chạy chậm như rùa luôn kì vậy. Ôi, nó vượt qua mình rồi. Yes, cuối cùng mình đã có 10 vương miệng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình tranh thủ mình vô mua các bạn. Đây, bây giờ mình random thử xem như thế nào nha. Let's go, làm ơn ra con xịn, ra con... Ơ, cái gì vậy? Không được à, mình phải mua à. Đây, bây giờ mình mua cái này. Xịn. No, mình ra cái con cùi nhất luôn các bạn. Ảo ma thật chứ. Rồi bây giờ mình sẽ gắn nó vô nè các bạn ơi. Con này cộng 200 tốc độ cho mình nha các bạn ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ click lẹ. Rồi, được rồi các bạn ơi. Bắt đầu chạy thôi. Mình sẽ chấp mấy bạn này chạy trước, mình sẽ chạy sau để xem con mình chạy được hơn bạn nào đây. À, let's go. Chằn nhăn chị trước mặt của mình các bạn ơi, mình có đuổi kịp đây không? Chằn nhăn chị hãy để đấy, anh sẽ vượt qua em. Yes, vượt qua chằn nhăn chị rồi. Nhưng mà mình sẽ nhìn đằng sau, các bạn thấy đằng sau lưng của mình không? Có một con mắt đang đi theo mình, đó chính là con mắt mà hồi nãy mình đã gọi là random ra được các bạn ơi. Rồi, nhưng mà bây giờ mình đang sợ là đằng sau lưng mình có gì nè các bạn. Để mình xem coi, hiện tại bây giờ mình đã được 300 điểm rồi các bạn ơi, quá là xịn luôn. Nhưng mà hả, cái này hơi căng tại vì bây giờ là đằng sau lưng của mình. Để mình xem coi có ai không. Tại vì mình cố gắng các bạn, mình phải cố gắng để mình vượt qua được những cái này mà mình lên. À, oh no. Chạy tiếp. Tại vì mình càng chạy thì mình mới lấy được linh vương miệng. À mình quên, mình muốn hỏi các bạn á, là có bạn nào đã từng gọi là hạ chiến thắng được cái tựa game này chưa? Đó là các bạn chạy từ đầu cho tới 15.000 điểm, đó là cái kết thúc luôn á. Bạn nào đã chạy được chưa? Đó, bình luận bên dưới nha. Mình thì mình mới chạy được đến số 2 là hết cỡ rồi các bạn. Khá là cùi. Nhưng mà tại vì ở trong đây nó có những cái thực thể ghê quá, cho nên là mình phải cố gắng mình chạy thật là nhiều các bạn à. Cày thật là nhiều luôn nha các bạn. Làm ơn phù hộ cho con xịn. Ray hay con Ebit cũng được, Ra cái con cùi bếp. Chán thiệt các bạn à. Thôi kệ nó, bây giờ mình cũng chạy nhanh hơn hồi nãy rồi. Ai, bây giờ mình... Ôi, tụi nó đang click rồi. No, nãy giờ tụi nó đang click mà mình không click các bạn. Cay thế nha. Kiểu này sao mình đua lại tụi nó các bạn. Ui,
kiểu này là mình sẽ gọi là cày lên nhanh hơn hồi nãy, tại vì mình nhanh hơn hồi nãy rồi mà. Đấy, cố lên. Quá nào. Ê, đằng sau lưng mình. Oh no, con ambush, no. Công sức nãy giờ chạy bó tay luôn các bạn ơi. Biết chừng nào mình mới tới số 3 được trời. Kiểu này biết chừng nào mới tới số 3 được. Ý, chẳng chị nè, hello. Chẳng chị. Hello. Chẳng chị nè các bạn. Hello em. Hello. Chạy gì dữ vậy? Từ tối, đã bụng hả? Trời ơi, tội nghiệp thanh niên. Đang đua tự nhiên đã bụng. Nên là phải chạy nhanh việc gì. Chạy nhanh thì là nhanh về nhà để ghi toilet các bạn ơi. Yeah, mình đã có 100 dương miệng rồi. Nãy giờ tụi nó cười mình, nó chê mình chạy chậm này nọ. Bây giờ mình sẽ thể hiện cho tụi nó thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu quay. Ra một con xịn thôi là chắc tiên tụi nó sẽ sợ mình liền. Trời ơi, ra con này các bạn, con này cùi mà. Một lần nữa là mới có xịn đi nào. Xịn. Oh no, yes, mình ra được một con Ray. Yeah, ngon lành. Hên quá các bạn, hồi nãy mình mở ra được con nhện nè. Con này là con Ebit luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ gọi là hả tập hợp ở số 4. Mình sẽ kêu các bạn đó tập hợp lại ở số 4. Sau đó mình sẽ đợi những cái thực thể của Doss xuất hiện. Rồi sau đó tụi mình sẽ chạy nha. Để xem coi ai là người thoát khỏi được thực thể Doss nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm nhanh luôn bạn. Cố lên. Mình không thể nào mà để thua mấy bạn này được. Đấy, mình phải bấm nhanh thì là nhanh. Lên hơn mấy bạn này mới chịu. Trời ơi, tôi gãy tay luôn rồi. Rồi, được rồi. Bây giờ là các em hẹn các em ở chỗ số 4 nha. Rồi, bây giờ là hạ để mình chạy lên trước. Đấy, mình cũng đang vượt qua được nhiều bạn lắm. Nhưng mà cuối cùng mình đã bị bỏ lại đằng sau rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ là để số 2 rồi các bạn ơi. Mình sẽ nhanh lên tí. Nhanh lên tí các bạn ơi. Đấy, đây, trước mặt mình thấy hào nè. Số 3 nè. Đó, tập hợp số 4 nè. Từ, số 4 em ơi. Số 4 là đây nè. Từ, lên số 4 đi đã. Số 3 rồi. Bây giờ là cố gắng lên số 4 nè các bạn. Đây, số 4 này. Rồi, dừng lại. Đây. Lên. Rồi, mình sẽ đứng ở đây để mình đợi nha các bạn. À, đợi khi nào mà gọi là con thực thể. Đây, mấy bạn đang ở đây nè các bạn. Các bạn đang ở đây nè. Đấy, số 4 nè, mấy bạn đang ở đây nè. Rồi, tập hợp đi mấy em. Tập hợp đi. Khi nào mà thực thể nó chạy là chúng ta sẽ gọi là xuất hiện là chúng ta chạy liền nha. Rồi, mấy bạn này đang đứng ở đây rất là đông nè các bạn, thấy chưa? Rồi, thực thể nó có là mình chạy liền nè. Chuẩn bị. Không biết ai sẽ nhanh hơn đây. Khi nào mà mình thấy là mình sẽ giọt liền nha các bạn. Wow, rất là căng thẳng luôn các bạn ơi. Nhảy cái cho nó đỡ căng thẳng nè. Đấy. No, ice. Cả đám ngẫm hết luôn các bạn thấy không? Ý, có thanh niên kia chạy kịp kìa. Ủa, thanh niên này nhanh vậy. Thanh niên này chạy kịp các bạn. Ui, xong bị bắt luôn rồi. Rồi, bây giờ mình random tiếp. Nói chung là hạ mình canh thời gian không kịp. Tí nữa mình sẽ làm lại. Làm ơn ra con Legendary nha. Legendary. Yes, một con Abyss nữa các bạn ơi. Vậy là mình sẽ thay thế con nào đây? Mình sẽ thay thế con này mạo vàng 94 cũng được nè các bạn. Thôi mình sẽ thay thế con này để mình gắn con nhện lên. Đấy, bây giờ mình xịn sò hơn hồi nãy rồi. Nhưng mà mình cứ bình tĩnh đi các bạn. Tí nữa mình sẽ làm thêm một lần nữa. Mình sẽ cố gắng tập hợp mọi người lại để mình đua. Đấy, mình không ngờ là cái con nó chạy nhanh đến như vậy các bạn. Chứ mình thật sự mình không thể tin là mình chạy không kịp với nó luôn á. Mình chạy nhanh như vậy mà mình chạy không kịp luôn bạn thấy không? Những người anh em của mình đã tập hợp đầy đủ lại tại đây rồi các bạn. Mình sẽ đứng ở đây cho chắc. Khi nào mà cái con đó nó xuất hiện một cái là tụi mình chạy liền nha các bạn. À, ở đây có rất là nhiều người luôn rồi. Thật sự rất là hồi hộp, hình như nó sắp tới rồi các bạn ơi. Mình sẽ canh nó tới, mình chạy cho các bạn coi nè. Chuẩn bị. Hình như nó tới các bạn ơi. Mình thấy rồi. Hình như nó tới thì các bạn ơi. Kìa. Mình thấy cái chấm đấy rồi. Từ. Tại vì cái con mà thật. Để xem tên bị bắt trước, mà chạy đó. Để xem coi đứa nào bị bắt rồi các bạn ơi. Mấy đứa bị bắt rồi, còn có mấy đứa à. Thấy chưa, mình chạy nhanh hơn thực thể của Doss nha các bạn. Wey, mình đã chạy vượt qua được rồi nè. Ngon lành chưa? Chạy như vậy mới gọi là ngầu các bạn. Nó kia. No. Nó không giết được mình đâu. Yes. Yeah, các bạn thấy chưa? Nó không giết kịp mình luôn các bạn ơi. Mình quá đỉnh cao. Đỉnh cao là đây chứ đâu. No. Đừng giết tôi. Mình sẽ lạng lách để cho nó không giết kịp mình. Các bạn thấy đỉnh chưa? Đã nói rồi, con này nó không giết được mình đâu. Mình đỉnh lắm các bạn ơi. Quê, mình làm gì nó không giết được mình thì... Ôi trời ơi. Nhưng mà mình đã giành chiến thắng. Mình vượt qua được đó rồi các bạn. Quay một lần nữa là Legendary. Ôi giời, con ghẻ. Rồi, thôi, vậy là mình sẽ gọi là kết thúc video tại đây thôi. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thấy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, và comment như kênh. Nếu các bạn đã fan chính ủng hộ mình nha. Rồi, và...